Bất ngờ với tàu cá được Hải quân Việt Nam độ lại thành tàu chiến. Có thiết kế như tàu đánh cá vỏ sắt, tuy nhiên đây lại là các tàu chiến của Hải quân Việt Nam được đóng theo lớp vạn hoa. Các tàu chiến lớp vạn hoa được thiết kế và đóng bởi chính Hải quân Việt Nam. Đây là các tàu có trọng tải nhẹ, tốc độ di chuyển cao, được sử dụng làm tàu tuần tra trên biển. Các tàu vạn hoa chỉ có độ giãn nước khoảng 400 tấn. Tàu được thiết kế để thực hiện tuần tra biển dài ngày, còn trang bị thiết bị liên lạc hiện đại kèm theo vũ trang. Tàu có kích thước khá nhỏ nên trang bị vũ khí khá đơn giản, chủ yếu để phục vụ cho việc tuần tra và đối phó với cướp biển nếu bắt gặp. Các loại vũ khí trên tàu bao gồm súng máy 12,7mm, súng phóng lựu không giật DKZ 90mm, súng phóng lựu vác vai RPG-7 hay là B-41. Thực tế, thiết kế của tàu vạn hoa không thực sự hướng tới việc biến nó thành một tàu chiến trên biển, mà chỉ đơn giản có thể coi đây là tàu tuần tra kiêm chức năng cứu hộ, tiếp tế khẩn cấp khi cần. Các tàu vạn hoa thường được thấy hoạt động bên cạnh các tàu vận tải trường sa cỡ lớn khác. Mặc dù không thực sự là một tàu chiến, tuy nhiên tàu vạn hoa vẫn sẽ cung cấp thêm lựa chọn cho binh chủng hải quân trong các nhiệm vụ trên biển. Bên trong tàu vạn hoa 740, các trang thiết bị đều có vẻ khá cũ nhưng vẫn đảm bảo được hiệu năng chiến đấu và an toàn khi hoạt động. Vị trí ngồi của thuyền trưởng tàu vạn hoa 740. Sĩ quan chỉ huy trên tàu vạn hoa sử dụng bản đồ giấy và xác định hải trình, vị trí thông qua phương thức truyền thống kèm theo sự đo đạc của các loại máy định vị và bản đồ điện tử. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.